Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kinh hoàng, một thị trấn ở Trung Quốc bị mắc bệnh lạ rơi vào trạng thái mất ý thức, miệng méo và không thể nói được. Nhiều người nằm gục ngay tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống, cả thị trấn như chúng phải lời nguyền. Khi đâu đâu cũng thấy cảnh người nằm lăn lóc, quằn quại, không ai nghĩ rằng một dòng kênh rạch quanh năm suốt tháng trong xanh chảy qua thị trấn lại trở thành thủ phạm cướp đi mạng sống của gần 1.000 người chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, dẫn lời các thông tấn quốc tế. Một buổi sáng tưởng chừng như là êm ái như mọi khi, khi vào lúc 5h45 sáng, tai họa bất ngờ ập đến với người dân ở thị trấn Vân Đam, tỉnh Sơn Đông, ven biển phía đông của Trung Quốc, khi một đám sương hồng khổng lồ kỳ lạ bốc lên từ mặt kênh theo gió chảy qua toàn bộ vùng quê. Khi đám mây hồng này bao trùm thì mọi ngọn lửa đều tắt trước khi kịp phát hiện có điều bất thường xảy ra, thì toàn bộ cư dân làng đều ngã gục ngay tại chỗ. Một người đàn ông sống sót cho biết, khi nhìn thấy khối khói hồng, tôi cảm thấy khá kỳ lạ, cứ như yêu khí từ dưới đất bốc lên. Sau đó, tiếng người cùng với những con gia súc như trâu, bò, dê ngã xuống đất như ngả dạng, cứ như tiếng hàng ngàn trái sầu riêng rụng, khiến tôi sợ hãi và cố chạy đi. May mắn vì gia đình tôi chạy lên vùng núi cao bằng ô tô nên thoát được kiếp nạn. Bầu không khí vô cùng ảm đạm, trải rộng quanh dòng kênh, hình ảnh từ vệ tinh cung cấp cho thấy từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thị trấn bị nhuộm màu hồng, cảnh người nằm xuống ngổn ngang khiến ai cũng cảm thấy ám ảnh vì quá tăng tốc. Theo các báo cáo, khoảng 12 km khói khí CO2 được giải phóng từ dưới lòng kênh chỉ trong vỏn vẹn 30 giây và mật độ khí CO2 ở mặt đất đủ đậm đặc để gây chết người. Được biết, sau một tiếng nổ lớn thì con kênh này cũng dần chuyển từ màu xanh dương sang màu đỏ sẫm, thay đổi gây ra do bị khói tung từ dưới đáy. Và lý do tại sao dòng kênh này lại phong trào khí độc hiện vẫn đang được các chuyên gia điều tra. Nhưng theo những báo cáo sơ bộ thì các nhà nghiên cứu cho biết, dòng kênh có diện tích là 73 km² với tổng lượng tích trữ lên đến 1,5 tỷ mét khối nước. Dòng kênh này hình thành trên miệng của một ngọn núi lửa đang ngủ yên cách đây 800.000 năm. Các hộ ở miệng núi lửa thường có chứa nồng độ CO2 cao. Do hoạt động núi lửa diễn ra bên dưới hàng chục km, trong điều kiện bình thường thì khí CO2 bay hơi theo thời gian. Khi nước hồ được bổ sung nhiều lượng mưa khủng khiếp được tích trữ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, dòng kênh này tồn tại theo cách khác biệt. Đây là dòng kênh hết sức tĩnh lặng, ít chịu ảnh hưởng của biến động môi trường, và phần lớn đời sống của người dân cũng dựa vào dòng kênh này cho việc tưới tiêu và chăn nuôi. Thay vì giải phóng khí CO2 thì dòng kênh đóng một vai trò như một kho chứa khí áp suất cao. Tầng nước dưới đáy sâu càng tích tụ nhiều khí hơn cho đến khi mỗi lít nước hòa tan hơn 5 lít CO2, lượng khí bị dồn nén tới mức cực hạn biến dòng kênh này thành quả bom hẹn giờ. Nguyên nhân có thể là do lửa đất, vụ phun trào núi lửa nhỏ hoặc một cơn mưa rơi ở mép kênh. Bất kể nguyên nhân là gì, hậu quả do nó để lại là vô cùng thảm khốc. Và sau thảm họa kinh hoàng này thì dòng kênh được đặt dưới sự giám sát của nhà chức trách, một đường ống lắp đặt dưới đáy kênh dẫn khí CO2 thoát ra ngoài theo tốc độ thông thường. Tuy nhiên, phương pháp giải phóng khí này có thể chưa đủ hiệu quả, tình trạng này có thể gây ra một thảm họa kép từ lụt lội và ngạt khí. Mọi thông tin của sự việc trên sẽ được chúng tôi theo dõi và cập nhật để gửi đến quý khán, thính giả và các bạn. Còn giờ đây chúng ta cùng đến với phần tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay. Miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn. Trong lúc thành phố Nghi Dương, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt, một thành phố khác dưới đập Tam Hiệp của tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng trong cùng ngày. Thượng Hải xuất hiện dị tượng đang trong thời điểm ban ngày nhưng trời bỗng nhiên tối sầm, mưa lớn không ngừng. Kinh Môn tỉnh Hải Bắc xuất hiện vòi rồng. Gần đây thời tiết tại Trung Quốc đại lục vô cùng bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Dương, tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra mưa lớn, khiến giao thông bị gián đoạn. Thành phố Kinh Môn tỉnh Hồ Bắc hôm qua lại xuất hiện vòi rồng. Vào khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần khu Xuân Tuyền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to bên đường bị bật gốc, nhiều nhà bị tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống và biến dạng, hiện tượng thành một khung cảnh lộn xộn. Một số cơ sở nông trại ở gần đó và xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Từ video được chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, gió lớn phá hủy nhiều cây cột điện, gió lớn cũng quật đổ nhiều đám cây lớn ở ven đường, một lượng lớn đồ vật bị cuốn lên trời, có một số xe bị hư hại. Hiện tại với tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc Kinh gây bồ đã thu hút được 740.000 lượt xem và bình luận. Cư dân mạng liên tiếp bình luận năm nay làm sao mà biết được một năm nhiều tai nạn tai ương như vậy. À, đây chính là thiên tai thật sự quá đáng sợ. Trước đó, khu vực Nội Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Tại Thượng Hải vào ngày hôm qua, chính quyền liên tiếp lên tiếng cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, cảnh báo gió lớn màu vàng. Đến 1 giờ chiều cùng ngày, trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn.
Tại Thượng Hải đến 3 giờ chiều cùng ngày thì cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối cho đến ngày mai sẽ xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ mưa lũ trong tháng này, đã liên tiếp hứng chịu 4 đợt mưa lớn, lượng mưa trung bình nhiều hơn so với các năm, khu vực thành phố phổ biến nhất là 3 lần, trong đợt mưa vẫn tiếp tục có mưa dầm. Tình hình lũ trung và thượng lưu sông Trường Giang tiếp tục có những diễn biến xấu. Đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền đông của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự đoán, trong 3 ngày từ ngày tới, nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn sẽ có mưa lớn, cảnh báo cần nâng thêm một cấp. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc sáng nay tiếp tục phát huy cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở khắp nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mực nước lũ trên mức cảnh báo. Dự báo trong thời gian từ 8 giờ sáng nay đến 8 giờ sáng mai, vùng Đông Bộ, tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Đông Bộ tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn, trong đó Đông Bộ tỉnh An Huy, Nam Trung Bộ tỉnh Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 đến 200mm, một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt, lượng mưa lớn nhất lên đến 130 đến 250mm mỗi giờ, có nơi có thể trên 370mm. Trong đó, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cũng cho hay, vào lúc 8 giờ sáng ngày mai đến 8 giờ sáng ngày tiếp theo, một số nơi thuộc khu vực Giang Hoài, Giang Nam, Hồ Nam vẫn có mưa lớn đến rất lớn. Một bộ phận lớn của sông Trường Giang, sông Hoài Hà, Thái Hồ, Trường Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao, thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài Hà có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông vừa và nhỏ ở một số khu vực xuất hiện mưa lớn, có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trước đó, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc có công bố miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 9 trở nên này đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Đến ngày nay, toàn bộ Trung Quốc có 26 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mùa lũ, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, một số nơi ở khu vực Tây Nam, Giang Nam và Đông Bắc gần đây có mưa vừa và mưa lớn, có nơi mưa rất lớn. Nhiều nơi có lượng mưa đo được lớn nhất lên đến 211mm, thuộc bên khu vực sông Tự Châu, Tự Trị dân tộc Trang, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, trấn Tam Long, quận Vĩnh Duyên, thành phố Trùng Khánh có lượng mưa đo được là 182mm, Đàm Từ Sơn thuộc thị trấn Tất Tiếp, tỉnh Quý Châu có lượng mưa đo được là 173mm. Kính thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào những năm 1950, đập Tam Hiệp dự án thủy điện lớn nhất thế giới đã gây tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại do môi trường mà nó gây ra. Mưa lớn đang hoành hành trên một vùng đất nước Trung Quốc. Một chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng do áp lực gia tăng, đập Tam Hiệp có thể vỡ và đe dọa hàng triệu người sinh sống ở hai bên bờ phía hạ nguồn của con đập. Cảnh đó chúng ta đã nghe rất nhiều lần, những thông tin sự việc như đập Tam Hiệp sắp vỡ, thế nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy vỡ, và những thông tin trên trở nên nhiễu loạn hơn. Nhưng nếu quý khán, thính giả và các bạn đặt tâm lý của mình vào vị trí của những người sống ở vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp thì sẽ ra sao? Khi mà cứ mùa mưa lũ đến, nước thì cứ ào ạt đổ xuống và đập thì liên tiếp xả nước, cảm giác sẽ như thế nào? Chắc hẳn sẽ vô cùng hoang mang và lo sợ. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ đầu tháng 8, mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 11,2 triệu người dân tại 26 tỉnh, thành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và 171.000 ngôi nhà khác bị tổn hại nghiêm trọng. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ, tức 3,4 tỷ đô. Theo dự báo, đợt mưa lớn kỷ lục này sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới. Tại Quý Châu, một tỉnh miền núi phía Tây Nam của Trung Quốc, lượng mưa lớn làm nước dâng gần 3 mét, cao hơn nhiều so với ngưỡng cho phép. Lũ lụt ở huyện Duyên Hà khiến nước tràn qua một cây cầu tạo thành thác lũ, cuốn trôi những ngôi nhà ở phía dưới. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Lưu, cư dân của huyện Trị Giang, phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh nói, lũ lụt như một nồi lẩu đang sôi. Đây là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ giới lãnh đạo của Trung Quốc. Nếu bây giờ có đập Tam Hiệp vỡ thì hạ lưu sông Dương Tử và những vùng đất màu mỡ, đông dân nhất sẽ bị đặt vào tình trạng vô cùng nghiêm trọng và nguy hiểm. Ông cảnh báo, đập xây dựng với mục tiêu đặt ra là thuần hóa sông Dương Tử, dễ dàng kiểm soát sông Dương Tử và tạo ra nguồn năng lượng sạch. Dự án khổng lồ trị giá 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25,4 tỷ đô la. Đập Tam Hiệp đã trở thành vấn đề nổi cộm với nạn tham nhũng và tốc độ về môi trường. Hơn 1 triệu cư dân bị cưỡng chế di rời. Điều này càng làm gia tăng sự phẫn nộ từ công chúng. Ông Wang Weilu, một nhà cứu thủy văn của Trung Quốc, hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, nói với tờ Epoch Times, có hay không việc đập Tam Hiệp có thể đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt trong tình hình hiện tại, hay là ngay từ đầu chính phủ Trung Quốc đã lừa dối nhân dân, thì những năm vừa qua đã cho mọi người thấy rõ rồi. Ông Wang cho biết, sông Dương Tử trải qua 11 tỉnh thành miền Trung và miền Tây của Trung Quốc bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thượng Hải. Nhiều khu vực có mực nước dưới mực nước dự trữ trong hồ,
khiến hồ bị đặt vào vị trí dễ dàng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Nhiều năm qua, giới chức đã không ngừng bịt miệng những ai lên tiếng chỉ trích trích ông Tập về vấn đề đập Tam Hiệp, một kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên của Trung Quốc. Ông Phan cho biết vừa được cấp trên chỉ thị không nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài. Tuy nhiên, ông Phan đã biết rất nhiều về các vấn đề xung quanh đập Tam Hiệp. Chẳng hạn, trong một bài báo xuất bản năm 2004 đang tìm hiểu về vấn đề động đất và lở đất xuất phát từ hồ chứa nước, một bài viết khác vào năm 2016 của ông đã tính toán chi phí giải tỏa mặt bằng và đền bù cho dân địa phương, cũng như đặt câu hỏi về sức chứa tổng thể để ngăn ngừa lũ lụt. Theo một mâu thuẫn cơ bản giữa cư dân vùng thượng lưu và hạ lưu, đồng bằng cho biết khi có mưa lớn thượng lưu cần xả lũ nhưng hạ lưu lại không thể chống đỡ được lũ lụt. Ông Hoang nói, đập Tam Hiệp phải chịu sức ép từ cả hai đầu. Hiện tại tại, hồ chứa đang dự trữ mực nước thấp hơn bình thường để đảm bảo an toàn cho con đập. Trong những năm qua, các thông tin truyền thông của Trung Quốc đã đem đến cảm giác thiếu tự tin về con đập Tam Hiệp. Năm 2003, một tiêu đề bài viết của Tân Hoa Xã cho thấy con đập có thể chịu được lũ lụt trong 10.000 năm. Năm 2007, từ ngữ đã thay đổi thành 1.000 năm. Sau đó là vào năm 2008 là 100 năm và vào năm 2011, người dẫn chương trình trên kênh CCTV đã trích dẫn Ủy ban Tài nguyên sông Trường Giang, cơ quan giám sát trực tiếp lưu vực sông Dương Tử, nói rằng người dân có thể đặt mọi hy vọng vào đập Tam Hiệp. Năm 2019 đã chứng kiến rất nhiều vụ tranh luận rộng rãi về tính toàn vẹn của công thức con đập. Những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rõ ràng rằng đập Tam Hiệp đang bị cong, uốn vẹo, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ vỡ đập. Mặc dù công ty vận hành đập Tam Hiệp đã bác bỏ những quan ngại này, chỉ ra những yếu điểm của hình ảnh vệ tinh Google, nhưng rốt cuộc họ đã thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng con đập đã bị xê dịch gần 2,7 cm. Công ty cho biết điều này nằm trong biên độ chấp nhận được. Giới chức cho biết họ đang tiến hành xả lũ tại khoảng 890 hồ chứa nước dọc theo sông Dương Tử. Tuy nhiên, họ đang lưỡng lự cân nhắc việc xả lũ bên trong con đập Tam Hiệp, mặc dù mực nước đã vượt quá mức cho phép khoảng chừng 2 m và có thể gây lụt bất cứ lúc nào. Gần đây, cư dân mạng đã lưu hành một đoạn video cáo buộc chính quyền đã bí mật xả lũ mà không thông báo trước, khiến thảm cảnh của họ trở nên tồi tệ hơn. Ông Hoang đang kêu gọi các cư dân sống gần đập Tam Hiệp chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ bản thân. Ông nói Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng ra chịu trách nhiệm đâu, đối với họ mạng người chỉ là con số mà thôi. Ông Chen, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, nói rằng ông đang lo lắng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mang lại cho Trung Quốc một tương lai thảm khốc hơn nữa. Ông Chen nói với đài truyền hình NVD, một hãng tin của hãng truyền thông đài Epoch Times, chính phủ đã biến dự án này thành một dự án dùng để phô trương, song những hậu quả tai hại mà người dân phải gánh chịu họ nhất định sẽ tính sổ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Xoay quanh một sự kiện vô cùng kỳ dị xảy ra tại đập thủy điện Tam Hiệp, Trung Quốc, sau hàng loạt những tai ương đe dọa vỡ đập trong thời gian qua. Theo đó, vào lúc 12 giờ trưa qua, toàn bộ nước trong hồ chứa Tam Hiệp bất ngờ ào ạt chảy ngược về phía thượng nguồn, sau đó cạn trơ đáy trong vòng 2 tiếng, khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang tột độ. Tất cả chưa dừng lại ở đó, khi dưới sông liên hồi vọng lên những tiếng gầm gừ vô cùng thảm thiết, nhưng khi mọi người chạy tới và nhìn xuống thì xung quanh đã im ắng trở lại, thay vào đó thì ai cũng phải rùng mình, hoảng sợ khi dưới đáy hồ chứa lộ ra rất nhiều mảnh xương người phủ trắng một diện tích lớn và cả một cặp quan tài đen bí ẩn. Nhưng khi tiến hành đưa những mảnh xương và quan tài này lên bờ thì mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội, hệt như một trận động đất, và con đập Tam Hiệp cũng rung lên không ngừng. Bầu trời thì trở nên tối mịt, đồng thời nổi những cơn giông bão và mưa lớn như trút. Nhiều người cho rằng rất có thể đây là xương người chết oan do thảm họa lũ lụt bị cuốn trôi, mất tích và kẹt lại ở đập nước Tam Hiệp. Vì lý do nào đó nên xác những người này không thể nổi lên. Thông tin về sự việc kỳ lạ này đã nhanh chóng lan truyền khiến cho nhiều người dân đại lục hoảng loạn. Trong khi đó thì nhiều người tin vào thuyết tâm linh, tin rằng đây chắc chắn là một điềm báo cho những thảm họa sắp giáng xuống, nên họ đã tự phát mời một số pháp sư về để đuổi tà ma. Các nhân chứng cho biết chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đã mời các chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra và điều hàng ngàn công nhân xuống hồ để nạo vét phù sa dưới đáy hồ thủy điện Tam Hiệp nhằm gia cố bờ kè, đồng thời thu gom những mảnh xương người, rác thải và tìm cách đưa hai quan tài đen lên bờ.
Theo quan sát thì hai quan tài này được làm từ loại gỗ long não vô cùng quý hiếm vào thời cổ đại Trung Quốc cách đây 5.000 năm. Và tại sao nó lại xuất hiện ở đáy hồ thủy điện Tam Hiệp thì không ai có thể đưa được ra câu trả lời. Cũng theo thông tin cho biết thêm, điều kỳ lạ là những mảnh xương người cùng hai quan tài đen này kẹt cứng trong lớp bùn, dù có làm thế nào cũng không thể kéo ra được. Hơn nữa, nắp và thân quan tài không hề có kẽ hở, dường như chúng được đúc nguyên một khối. Dù có tới hơn 100 người lớn cũng đẩy thật mạnh, nhưng nắp quan tài không mảy may di chuyển. Không còn cách nào, người dân chỉ còn cách đào hết lớp bùn để mang chiếc quan tài lên. Thế nhưng đào mãi xuống 2 mét thì vẫn không thể tìm thấy đáy của chiếc quan tài. Cuối cùng, họ quyết định dừng lại và đi mời một thầy phong thủy. Dưới sự điều khiển của thầy phong thủy và khấn bái theo phong tục địa phương thì chính quyền đã mở được nắp quan tài này. Loay hoay cũng khá lâu thì họ mới mở được nắp hòm. Khi mở ra thì bên trong quan tài chứa đầy nước với hai thi hài nổi chính giữa và rất nhiều cá nhỏ bơi xung quanh xác chết. Thế nhưng dù làm thế nào, người dân cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong quan tài. Có vẻ như một làn sương mù bao trùm khắp cơ thể người chết. Nhưng ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, mặt đất rung chuyển dữ dội kèm theo gió to và mưa lớn trút xuống không ngừng, khiến ai nấy cũng đều hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng rùng rợn nhất là vụ việc này chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Sau khi mưa tạnh, người dân trở lại hiện trường thì hai chiếc quan tài cùng những mảnh xương người đều đã biến mất không chút dấu vết, để lại trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Theo lời thầy phong thủy thì hai chiếc quan tài này là của rồng ở dòng sông Trường Giang. Nếu như con người cố chấp di chuyển đó thì khả năng tương lai sẽ xảy ra lụt lội nghiêm trọng và sự sống của con đập Tam Hiệp cùng người dân dưới hạ lưu sẽ bị đe dọa. Chính vì thế, việc chiếc quan tài biến mất lại là một việc tốt đối với mọi người. Tuy nhiên, với những chuyên gia và người dân chứng kiến việc tìm thấy hai chiếc quan tài đen thì trong lòng họ vẫn mãi còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Đó là vì sao chiếc quan tài bị bịt kín mà vẫn có cá sống bên trong? Tại sao bao nhiêu năm mà chiếc quan tài không hề bị nước cuốn trôi? Và những mảnh xương người kia có phải là của những người chết do lũ cuốn về đây hay không? Cũng theo nhiều nguồn tin khác tiết lộ, khi chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra lần nữa nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chuyện kỳ quái khác lại phát sinh. Họ phát hiện ra các công trình băng đá bên dưới hồ bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4 đến 2,7 km2 trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy ở một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét dùng phương pháp định niên đại carbon đối với vỏ sò xám và các khối đá. Người ta xác định thành phố cổ này có 1.755 tuổi, tức là bị nhấn chìm trong khoảng thời gian nhà Hán. Thành phố cổ này có khả năng là những gì còn sót lại của thời kỳ nhà Điền, một nước cổ với nền văn minh tiên tiến biến mất sau 586 trước công nguyên. Vậy tại sao nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới hồ Tam Hiệp? Một số chuyên gia cho rằng thành cổ bí ẩn đã rơi vào lòng hồ trong một trận động đất, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào đủ thuyết phục để giải thích về những sự tồn tại của thành phố cổ bên dưới hồ thủy điện Tam Hiệp. Nhưng khi vẫn loay hoay tìm kiếm câu trả lời thì 2 tiếng sau, dòng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn lao tới khiến nhiều người phải tháo chạy. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Được biết, những thông tin về sự kỳ bí xảy ra ở đập thủy điện Tam Hiệp đã bị chính quyền Bắc Kinh cho phong tỏa lại và lệnh bắt giam những người đưa lên thông tin mạng xã hội. Những thông tin về con đập Tam Hiệp giờ đây vô cùng nhỏ giọt, chỉ có thể tới phỏng vấn các nhân chứng để ghi chép những gì họ kể lại. Và phóng viên của chúng tôi trực tiếp xem trên điện thoại của người dân. Cũng theo một đoạn video được người dân Trung Quốc ghi lại, trong đó cho thấy dòng thượng lưu của con sông Trường Giang cũng bất ngờ đổi chiều chảy ngược, khiến cho nhiều cư dân mạng lo ngại. Đây là điểm báo trước cho một thảm họa tiếp theo. Những người quay video kinh hoàng thốt lên: trong nhiều thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng thế này. Thật đáng sợ. Vậy nên giờ đây, khi dị tượng nước sông thượng lưu chuyển sang chảy ngược và nhiều điều kỳ dị xảy ra cho con đập Tam Hiệp cũng khiến cư dân mạng lo lắng liệu đây có phải là điểm báo trước cho một đại nạn nữa hay không. Nhiều người cho rằng Trung Quốc liên tục xuất hiện dị tượng, nhân dân chịu vô vàn thống khổ. Đây là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm vô số việc ác như tam phản, ngũ phản, thảm sát tại Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công. Người dân lại tin lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp tay cho cái ác. Người dân phải mau chóng tìm hiểu rõ sự thật, thoát khỏi các tổ chức đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt quan hệ với nó, như thế mới có hy vọng.
Đây không phải là lần đầu hiếm hoi Trung Quốc xuất hiện dị tượng. Từ năm ngoái tới nay cũng vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, như tháng 4 năm 2020, mưa đá mang hình dáng virus corona xuất hiện ở Trung Quốc khiến dân chúng bàng hoàng. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, thì bầu trời Thượng Hải đang trong xanh với nhiệt độ hơn 33 độ C. Đến gần trưa thì đột nhiên xuất hiện cuồng phong kèm theo sấm chớp vang dội. Theo dữ liệu giám sát của mạng lưới quan trắc sấm chớp Thượng Hải, từ 11 giờ đến 2 giờ chiều có khoảng 4.207 lần sét đánh, bình quân 23 tiếng sấm một phút. Âm thanh lớn đến nỗi mọi người dân thành phố hoảng sợ bị tưởng nhầm là xảy ra vụ nổ hay là động đất. Kính thưa quý vị khán giả, trong một diễn biến có liên quan, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa động đất kép sóng thần mới đây vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng. Sau đó, số người chết liên quan đến thảm họa kép nhiều đến nỗi các giới chức địa phương đã bắt đầu đào mộ tập thể để chôn cất các nạn nhân thiệt mạng. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000m² đang được đào ở khu mộ Lô Châu, Tứ Xuyên để sẵn sàng chôn gần 425 nạn nhân và sẽ được mở rộng ra nếu cần. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm nay tại Lô Châu, Tứ Xuyên, hàng trăm ngôi làng trong một thị trấn không còn ngôi làng nào có thể trụ vững. Sau khi bức tường nước từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới, chớp nhoáng cuốn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu vẫn ám ảnh những nạn nhân sống sót. Trong các hình ảnh quay lại từ trên cao có một thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất 7,5 độ Richter và theo sau đó là cơn sóng thần cao tới 10 mét từ một con đập bị vỡ gần đó vào sáng ngày hôm qua đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất là các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa ra từ đống đổ nát. Gây nhức nhối hơn cả có lẽ là hình ảnh của những người sống sót lần tìm trong từng túi đựng thi thể để tìm kiếm những người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ con trong đống đổ nát này. Một cư dân địa phương có tên Li Ninh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy ở các làng mạc hạ lưu con đập Lô Châu và giới chức sợ rằng nhiều người có thể đã bị bùn và đất đá vùi lấp sâu hàng chục mét. Trong đó, nhiều người sống sót tuyệt vọng phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hôi của hỗn loạn, ai cũng có như lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang mong ngóng tin tức về người thân mất tích. Anh Li Xinjiao, một người địa phương được điều trị tại bệnh viện quân đội Lô Châu vừa khóc vừa kể lại thời khắc động đất cực mạnh làm rung chuyển căn phòng khách sạn ở tầng 5. Nơi anh ở cùng vợ và con gái, hoàn toàn không có thời gian để chúng tôi tự cứu lấy mình. Tôi bị quăng quật vào những bức tường đổ nát. Tôi nghe tiếng vợ kêu cứu nhưng sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết cô ấy và con tôi ra sao, chỉ biết cầu mong họ an toàn, anh Zhao kể lại. Với những người bị mất tích, người thân mong mỏi lớn nhất của họ là tìm được thi thể của họ. Thế nhưng không ít trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những chiếc túi đựng thi thể. Tàn khốc nhất chính là giới chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn tập thể cho các nạn nhân giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo trang tin ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn có nhà nào trụ vững. Gia đình Ai Baiyu có tới 7 người thân mất tích trong khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả đêm đang ngủ. Sau một ngày vật lộn tìm kiếm, đến sáng nay Baiyu đã tìm thấy thi thể con trai anh ở một sân bóng đá địa phương, nơi đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra con trai, tôi chỉ nhận ra con qua quần áo, người con không còn chỗ nào lành lặn. Người cha khắc khoải, đây là đứa con duy nhất của chúng tôi, đó là tài sản vô giá của tôi. Tôi đau đớn lắm, chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng và thảm họa kép này mang lại, cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số trên dựa vào báo cáo từ các cơ sở y tế tại Lô Châu, Tứ Xuyên và là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Các bệnh viện tại địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người nằm ngoài trời. Ông Chu Man, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết họ đang rất cần một bệnh viện dã chiến, giường, thuốc men, mùng mền và nhân viên y tế. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến mức độ thiệt hại vật chất nghiêm trọng khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, khu mua sắm và khách sạn đổ sập.
Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem là biểu tượng của địa phương đã bị phá hủy hoàn toàn trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra, thì đội cứu hộ cũng rất khó khăn khi tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở độ sâu 10 km gần thị trấn Lô Châu, nơi địa phương có gần 300.000 người sinh sống này được cho là bị tàn phá nghiêm trọng hơn so với bình thường. Theo ông Chu, nhà chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về mức độ thiệt hại do hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất cấp độ 6,7 độ Richter xảy ra vào lúc 4 giờ. Trước trận động đất mạnh nói trên, quân đội, cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích, thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn trong việc liên lạc. Tại những nơi bị động đất sóng thần tàn phá, giới chức Trung Quốc cho biết Lô Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn di chấn theo sau trận động đất mạnh cấp độ 7,5 độ Richter. Nhà chức trách Trung Quốc dục người dân không về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy cơ của các cơn dư chấn vẫn còn. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc gây hư hại hơn 142 di tích văn hóa, phá hủy cây cầu gần 1.000 năm tuổi. Kính thưa quý vị khán giả, kể từ đầu tháng tới nay, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai, khiến một số lượng lớn các cây cầu cổ và các tòa nhà cổ bị hư hại nghiêm trọng. Trong số đó có cây cầu Vồng ở Thanh Hoa với lịch sử hơn 800 năm. Theo thống kê chính thức, Trung Quốc có hơn 142 di tích văn hóa đã bị hư hại. Sáng hôm qua, các video và hình ảnh về cây cầu Thải Hồng hay còn gọi là cầu Vồng gần 1.000 năm tuổi ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bị hư hại do lũ lụt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Sự việc khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, tiếc nuối về di tích cổ này. Truyền thông đại lục dẫn lời một người công tác tại chính quyền thị trấn Thanh Hoa ở huyện Vũ Nguyên cho biết hiện tại trụ cầu với cơ bản được giữ nguyên một phần, còn hai phần của mặt cầu đã bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin được công khai trên các trang mạng xã hội, cầu Vồng Thanh Hoa nằm ở huyện Vũ Nguyên, trước thuộc Huy Châu của thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Cây cầu được xây dựng vào thời Nam Tống từ năm 1127 đến năm 1279 và có lịch sử gần 1.000 năm tuổi. Cây cầu dài 140m, thân cầu 105m, mặt cầu rộng hơn 3m, 4 trụ và 5 lỗ. Mặt trên là kiến trúc gỗ xây theo kiểu hành lang gồm 11 tòa mái đình. Hành lang trong đình có bàn đá và ghế đá. Đây là một cây cầu cổ thiết kế khoa học và hoàn chỉnh nhất được bảo tồn cho đến ngày nay. Nó được ca ngợi là một trong những cây cầu cổ có mái che đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cây cầu này là di tích văn hóa trọng điểm của quốc gia. Trước đó, cầu Trấn Hải, cây cầu đá cổ nhất thời nhà Minh ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm trong trọng điểm di tích quốc gia cũng đã bị lũ cuốn trôi. 3 ngày trước, cầu Lạc Thành, cây cầu cổ thời nhà Minh ở huyện Tịnh Đức, Tuyên Thành, tỉnh An Huy là di tích văn hóa cấp tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng sau khi nước lũ cuốn trôi phần lớn mặt cầu. Cầu Lạc Thành không chỉ là cây cầu đá cổ lớn nhất trong huyện mà còn là cây cầu đá cổ lớn thứ hai ở miền Nam tỉnh An Huy. Nó được xây dựng từ thời Gia Tĩnh của nhà Minh và có lịch sử hơn 400 năm tuổi. Trang web của Cục Quản lý Di sản Văn hóa của Trung Quốc đã thông báo rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 15 giờ ngày hôm qua, hơn 142 di tích văn hóa tại 13 tỉnh phía Nam Trung Quốc đã bị thiệt hại do lũ lụt. Một số di tích văn hóa bị hư hại nghiêm trọng, một số bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài cầu Trấn Hải và cầu Lạc Thành đề cập ở trên, các di tích văn hóa cấp tỉnh ở khu tự trị Nawa, Tứ Xuyên như cầu vượt của người Mông Cổ, cầu Cáp Nhĩ và cầu A Tư Cửu đã bị lũ cuốn trôi. Điện Long Hổ, cung Ngũ Long ở núi Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc, đại viện Chu Gia, Thể Nhân Đường, đại viện Long Sơn, Lý Gia, Củ Gia, đền Ngô Dương Chi cùng với các kiến trúc cổ khác ở Hồ Nam bị hư hại nghiêm trọng do lũ gây ra. Mưa lớn trên lưu vực sông Hoàng Hà xảy ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vừa qua, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 650 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập, khiến ít nhất 24 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam.
Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Hôm nay, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra thông báo khu vực thượng nguồn sông Hoàng Hà và khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn trong những ngày tới. Các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo. Hôm qua, Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của Thứ trưởng và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Lý Quốc Anh nói với các quan chức từ các tỉnh rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả nước từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước của các hồ chứa để có thể chứa được nước lũ sắp đổ về. Khu vực hiện đang bị ngập lụt là khu vực thoát nước của sông Hoàng Hà, ông Lý Quốc Anh cho biết. Ông Lý Quốc Anh không cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Tuy lũ lụt trên sông Trường Giang đã giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là có nguy cơ vỡ bờ kè, ông Lý Quốc Anh phân tích. Ngoài ra, mực nước của các hồ và sông tại lưu vực sông Hoài cao hơn nhiều so với mức báo động. Trong khi đó, dự báo sẽ có mưa to và bão trong 5 ngày tới tại khu vực này. Trên một trang web thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc có thông tin rằng lũ lụt ở Thiểm Tây đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người mất tích. Mưa lớn khiến chính quyền phải cắt điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, đường xá bị tắc, hàng nghìn người buộc phải di dời đến nơi tránh trú an toàn. Tại thành phố Tây An, thủ phủ của Thiểm Tây, bức tường thành cao hơn 10 mét của cung điện nhà Tần, nơi ở của một vị vua được xây dựng từ thời nhà Minh, đã bị sập trong trận mưa lớn. Bức tường thành này được xây dựng vào năm 1374 và nằm ở trung tâm thành phố. Truyền thông địa phương Thiểm Tây đưa tin, gạch và bùn rơi từ bức tường thành chắn ngang con đường gần đó, khiến 4 người qua đường bị thương và làm hư hỏng 5 chiếc ô tô con và 2 xe buýt. Một tòa nhà hơn 30 tầng đã bị sập ở thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây. Các nhân viên cấp cứu phải sử dụng xuồng cao su để đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy các quan chức và hãng thông tấn truyền thông nội địa đưa rất ít thông tin về tình hình lũ lụt, nhưng người dân địa phương đã đăng các thông tin lên trên mạng xã hội rằng lũ lụt đã làm ngập các thành phố và làng mạc ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Cam Túc gần đó. Tại khu vực hạ lưu sông Hoàng Hà, chính quyền địa phương đã cho xả nước lũ từ hồ Đông Bình ở tỉnh Sơn Đông và các vùng nông thôn, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể lũ lụt xảy ra nghiêm trọng hơn nữa ở khu vực sông Hoàng Hà, ảnh hưởng đến các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. 3 cơn bão liên tiếp đổ bộ Trung Quốc gây ra thảm họa lũ lụt. Quý vị thân mến, hàng năm trung bình có 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu 3 cơn bão bao gồm bão Cha Ba, Mulan và Maon, gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy cầu và đường xá, tàn phá mùa màng. 3 cơn bão đã đổ bộ vào các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, gây ra mưa lớn và lũ lụt lịch sử. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết, mực nước của 28 con sông lớn ở tỉnh Hắc Long Giang đều dâng lên mức báo động. Trong khi dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, mực nước ở 8 con sông khác đã dâng vượt mức an toàn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bộ này cho biết tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở tỉnh Cát Lâm. Trong một video được đăng trên mạng xã hội, những người nông dân thốt lên, trời đất, tôi có thể sống bằng gì đây? Khi họ chứng kiến mùa màng của mình bị nước lũ nhấn chìm, mùa thu hoạch đang đến gần với nhiều loại cây sắp chín, nhưng giờ đây, người nông dân đã mất hết mùa màng. Lũ lụt cũng phá hủy cầu và đường xá ở các vùng nông thôn, còn dân làng buộc phải rời khỏi nhà gấp rút vì nguy cơ lở đất ngày càng cao. Nhiều xe ô tô bị chết máy ngâm trong nước mưa ở các thành phố lớn như Diên Biên ở Cát Lâm và Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang. Ngập lụt lịch sử. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia của Trung Quốc và Bộ ứng phó khẩn cấp đã họp để thảo luận về cách ứng phó với trận lụt mới nhất này. Theo tờ tin tức Bắc Kinh thuộc chính phủ Trung Quốc, chính quyền đã yêu cầu các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hạc Long Giang theo dõi nguy cơ lũ lụt, lở đất và ngập úng ở các thành phố do lượng mưa dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Đồng Vây Nét thuộc chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thông tin rằng 28 con sông địa phương đang bị lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 5 đến 20 năm qua.
báo Tân Hoa Xã trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng nhiều con sông bị ngập lụt nghiêm trọng với 35 con sông đã vượt mức báo động. Đông Bay Net nhấn mạnh rằng hàng năm trung bình có 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng năm nay khu vực này đã hứng chịu 3 cơn bão, bao gồm bão Chapa, Mulan và Maon. Nhiệt độ ở Đông Bắc Trung Quốc có thể giảm xuống khoảng 10 độ C vào buổi tối, gây khó khăn cho những người vô gia cư, mùa màng bị tàn phá. Thời điểm này là mùa thu hoạch lúa, ngô và lúa mì ở Đông Bắc Trung Quốc. 2 tuần sau là thời điểm thu hoạch đậu nành. Hắc Long Giang là một trong những tỉnh chuyên trồng ngô, đậu tương và gạo Japonica chính của Trung Quốc. Sản lượng đậu tương của tỉnh này chiếm 54% sản lượng của toàn Trung Quốc. Sản lượng gạo Japonica chiếm 50% và sản lượng ngô chiếm 22%. Theo hãng truyền thông nhà nước Futures Daily, dân làng địa phương đã chia sẻ một video với The Epoch Times ghi hình những người nông dân ở khu vực Cáp Nhĩ Tân đang cố gắng thu hoạch ngô còn sót lại trên cánh đồng ngập nước của họ. Các video khác cho thấy tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, các cánh đồng bị ngập úng, hoa màu bị cuốn trôi, các khu vực khác của Trung Quốc cũng chịu lượng mưa lớn bất thường. Tại thành phố phía Nam Hạ Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, mưa lớn gây ra lũ lụt. Tại thành phố phía Nam Hạ Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, mưa lớn gây ra lũ lụt. Tại thành phố Lục Bàn Thủy phía Tây Nam Trung Quốc ở tỉnh Quý Châu, nước mưa tràn vào tầng 1 của các cửa hàng địa phương và nhà dân. Tại thành phố Long Nam ở phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc, mưa lớn đã gây ra lở đất. Một trận động đất xảy ra tại khu vực này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, bầu trời tại Trung Quốc dường như hóa điên khi những hình ảnh về đám mây kỳ lạ liên tục được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tò mò xen lẫn sự hoang mang, bí ẩn. Đằng sau sự đẹp đẽ đến kỳ lạ của các đám mây là điềm báo cho các loại hình thay đổi thời tiết đáng lo ngại. Thậm chí ngay cả các nhà khoa học đã chứng minh khi thiên nhiên trở mình, đó là lúc có thảm họa kinh hoàng sắp ập tới. Theo đó, vào chiều ngày hôm qua, tại 3 tỉnh thành Trung Quốc xuất hiện 3 hình thù mây khác nhau. Nếu như bầu trời Vân Nam phía Nam Trung Quốc xuất hiện mây có hình dạng giống như những cụm bọt nước khổng lồ kéo dài hàng trăm km, thì tại Tứ Xuyên, Tây Nam của nước này lại xuất hiện luồng sáng lạ trên bầu trời và nhiều người gọi đây là mây ngũ sắc. Trong khi đó thì người dân tỉnh Thanh Hải bỏ chạy tán loạn khi thấy mây hình người lơ lửng giữa bầu trời. Nói về những bức ảnh được chụp tại Thanh Hải, Trung Quốc, khi một đám mây có hình thù như cái đầu hình người lớn, có cả thân, chân tay dài loang ngoằng đang leo lửng trên bầu trời. Đám mây kỳ dị trên được cho là dài hơn 300 mét. Theo Daily Mail, việc đám mây hình người này có màu sắc sẫm khiến nó trông như thể được làm từ cái gì khác chứ không phải là do những đụn mây tạo thành. Từ góc độ của bức ảnh thì có vẻ như người này đang nằm trên trời và theo dõi những gì đang diễn ra bên dưới khu vực đông dân cư. Đám mây bí ẩn xuất hiện khoảng 45 phút đồng hồ. Nhiều người cho rằng rất có thể đám mây này xuất hiện để cảnh tỉnh giới chức lãnh đạo Trung Quốc hãy mau ăn năn sám hối tội lỗi. Một số người cho rằng sự xuất hiện của nó là một biểu hiện từ Chúa. Một nhân chứng cho biết, chúng tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh đám mây trông giống con người trong suốt 45 phút. Một số người bắt đầu lễ bái, trong khi những người khác thì bỏ chạy. Thật kỳ lạ. Nhân chứng cho biết thêm, khi các video được lan truyền trên mạng xã hội về các đám mây có hình dạng giống như cụm bọt nước khổng lồ ở Vân Nam xuất hiện vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua, những bọng mây này xếp chồng lên nhau, đan xen khiến cho chúng giống bắp tay cuộn cuộn của chàng lực sĩ khổng lồ. Theo các nhà thiên văn học, thì những đám mây này có dấu hiệu của cơn giông bão lớn kèm theo sấm sét trong tháng có thời tiết nóng như hiện nay tại Trung Quốc. Trong khi đó, thì một trong những dấu hiệu thiên nhiên liên quan tới động đất đó chính là sự xuất hiện của những luồng sáng lạ trên bầu trời Tứ Xuyên vào lúc 20 giờ 30 phút tối qua. Trong giới khoa học, người ta gọi là các luồng sáng ấy là ánh sáng động đất. Theo người dân thì ánh sáng động đất này kéo dài khoảng 20 phút. Một số dữ kiện ghi nhận sự xuất hiện của thứ ánh sáng này có thể kể đến như trận động đất Alabama vào năm 1975, động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 2008. Lý giải vì sao ánh sáng động đất lại xuất hiện trước thảm họa, giáo sư thuộc đại học giải thích khi có động đất thì các vết nứt gãy dưới lòng đất giải phóng điện tích vào không khí. Chúng ion hóa các phần tử không khí và hệ quả là gây ra thứ ánh sáng đặc biệt nói trên. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy đụn mây
có hình thù kỳ dị xuất hiện trên bầu trời. Khi trước đó cũng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã có nhiều trường hợp gây tranh cãi xoay quanh những đám mây trông giống như bàn tay giận dữ của Chúa hay đôi cánh thiên thần. Cũng theo tờ The Times của Ấn Độ cũng cho biết, Jong Hao Chu, một học giả người gốc Hoa đang sống tại California, Mỹ, được cho là người có thể dự đoán 39 trận động đất kể từ năm 1990 bằng cách sử dụng các lý thuyết về đám mây động đất. Ông là một nhà khoa học đã nghỉ hưu, sử dụng hình ảnh vệ tinh và các công cụ khoa học khác để tinh chỉnh lý thuyết của ông về đám mây động đất như là dấu hiệu về thảm họa thiên nhiên đáng sợ này. Điều này cũng thật trùng hợp khi gần đây hiện tượng động đất liên tục xuất hiện tại Trung Quốc gây nên những thiệt hại về người và của hết sức nặng nề. Chuyên gia khí tượng học Lev Lavrov đã lên tiếng giải đáp bí ẩn thông qua mạng xã hội Twitter. Ông cho biết những hiện tượng Maratot hay dân gian gọi nôm na là hiện tượng mây vảy rồng hay gọi là mây gò bồng đảo. Ông cho rằng sự xuất hiện các mây vảy rồng phía dưới một đám mây lớn hơn có thể là điềm báo về tình trạng thời tiết xấu sắp tới. Chúng thường xuất hiện sau khi có sự thay đổi hay chênh lệch lớn về nhiệt độ, khoảng độ ấm khi trời sắp có dông, bão kèm theo sấm chớp. Các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm trên của chuyên gia khí tượng học. Họ nói thêm rằng mặc dù đa phần các đám mây có dạng mặt phẳng, nhưng Maratot lại sở hữu các túi hình tròn phía dưới những đám mây khác do không khí chìm xuống gây ra hiện tượng độ nổi âm. Các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm này. Kính thưa quý vị khán giả, theo trang AFP sáng nay đưa tin, Trung Quốc xuất hiện 9 vòi rồng lốc xoáy xảy ra cùng một lúc vào hồi 6 giờ 30 phút chiều tối ngày hôm qua. Cơn lốc xoáy khổng lồ đã quét qua thị trấn Giao Liên, Trung Quốc, khiến cho hơn 3.000 người bị thương và 120 người bị thiệt mạng. Con số mất tích đến thời điểm hiện tại là 63 người. Theo những bức ảnh chụp lại của các du khách có mặt tại biển thuộc thị trấn Nam Kinh, tại thời điểm đó biển bắt đầu rơi vào trạng thái mưa bão dữ dội. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi mặt biển lần lượt xuất hiện 9 vòi rồng thả từ trên trời rơi xuống mặt nước và đua nhau hút nước. Vòi rồng này di chuyển lên mặt đất khoảng 5 đến 10 km và đã quật nát tất cả bao gồm cả con người, nhà cửa, xe cộ, thổi bay hai gốc cây trên đường. Một cây cổ thụ 100 năm tuổi cũng đã bị quật ngã. Chưa dừng lại ở đó, cơn lốc xoáy này còn đùa giỡn với con người. Khi đã vào đất liền được 70 mét thì quay lại về biển, sau đó lại quay về đất liền đợt 2 sau 10 km với tốc độ rất nhanh, sau đó suy yếu dần và mất đi. Một thị trấn bị nhấn chìm trong biển rác và đống đổ nát. Sau cơn lốc, 9 thị trấn bị ảnh hưởng làm cho hư hỏng cây cảnh và hoa màu. Theo ghi nhận tại hiện trường thì những vùng bị ảnh hưởng đã bị tàn phá nặng nề. Những ngôi nhà mà người dân xây dựng đã bị tốc mái và đổ sập. Những ngôi nhà xây dựng kiên cố hơn thì bị bay mất cửa, kèm theo vô số rác từ đâu bay tới lật tung cả bầu trời rồi rớt xuống như cơn mưa rác. Có một số ngôi nhà bị sập khiến cho bờ tường đè lên người và họ còn bị kẹt trong đống đổ nát ấy. Theo AP chia sẻ, tầm giờ chiều thế này thì người dân sẽ ra biển tắm và thư giãn. Những người này ở bờ biển không kịp chạy nên đã trở thành nạn nhân xấu số với cơn lốc xoáy quỷ quái này. Một người dân chia sẻ rằng, 9 vòi rồng hút mọi vật này được cho là hiện tượng tự nhiên cực đoan xảy ra tại Đông Kinh, nằm ở phía đông Trung Quốc, đã khiến cho các nhà khoa học sửng sốt. Bên cạnh đó, Reuters cũng đã đưa tin ít nhất 150 người thiệt mạng vì các sự cố liên quan đến thời tiết, hơn 1.000 người bị thương sau khi cơn lốc xoáy đổ bộ vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. Lốc xoáy còn quật đổ 28 ngôi nhà và làm hư hại 1.651 ngôi nhà khác, tháp cần cầu cùng một số cơ sở hạ tầng. Video về ba vòi rồng hút nước này đã được cư dân mạng nhanh chóng lan truyền, đang khuấy động thiên văn Trung Quốc. Ngày nắng nhưng đột nhiên trời tối sầm, xuất hiện mưa và cơn lốc xoáy từ trên trời đổ xuống. Theo một cư dân mạng chia sẻ rằng, giới chức trách Trung Quốc đã thừa nhận thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Cơn lốc xoáy này vô tình xuất hiện và di chuyển lên đất liền rất nhanh, Trung Quốc không kịp trở tay. Đây là nỗi mất mát lớn vô cùng đau lòng với người nhà nạn nhân xấu số. Một cán bộ địa phương cho hay, nhiều chuyên gia thiên văn nhận định đây là một hiện tượng thiên văn cực đoan, kết hợp rất nguy hiểm, không dễ gì xuất hiện cùng một lúc cùng ba vòi rồng và thay nhau quần thảo mặt biển kỳ lạ đến như vậy. Sự việc này đã được đăng tải trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Một du khách phương Tây chứng kiến việc này nói với phóng viên BBC, đó là một hiện tượng thú vị độc nhất, trước giờ chưa xuất hiện trên biển. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này.
trận lốc xoáy đã khiến thành phố Giang Tô trở nên tan hoang, với nhiều ngôi nhà bị phá hủy, nhiều cột đèn và cây xanh bị bật gốc. Trường học, tòa án, một sân bay và tòa nhà đã phải đóng cửa, trong khi đó một số cơ sở hạ tầng đã phải di rời sang chỗ khác để mở cửa muộn hơn. Các chuyên gia dịch vụ đại dương quốc gia của Mỹ cho rằng giai đoạn gần đây chính là việc nước trong biển của tỉnh Giang Tô có dấu hiệu nóng lên đột ngột, cùng tốc độ với nhiệt độ không khí xuống cực thấp. Trong cơn bão và tác động nhiệt của nhiều tia sấm sét trên bầu trời tạo ra chín vòi rồng quái vật này xuống mặt nước. Theo thông tin mới nhất, vào sáng ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy được 15 nạn nhân dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, trong số 5 người đã tử vong và 10 người may mắn còn sống sót. Như vậy, tính đến sáng nay, đã có tổng cộng 162 nạn nhân thương vong trong vụ thảm họa thiên nhiên này và khoảng 1.000 người bị thương. Khối lượng gạch đá càng bốc rỡ lớn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ. Ông Chen, một nhân viên cứu hộ, nói với AP rằng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã bổ sung thêm nhân lực tham gia và lực lượng cứu hộ để đẩy mạnh tiến độ công tác tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ sẽ còn tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân trong những ngày tới bởi vì khối lượng gạch đá cần bốc rỡ còn quá lớn. Không một thảm họa thiên nhiên nào có thể so sánh với lốc xoáy, xếp trên hai phương diện sức mạnh về khả năng tàn phá, tạm đặt sang một bên về sự cố sợ hãi và những điều mê tín dị đoan. Đấy có thể là cảnh quan tuyệt vời nhất mà bạn từng tận mắt chứng kiến, được mô tả giống như chiếc vòi rồng khổng lồ nối liền mặt đất với trời. Lốc xoáy có khả năng di chuyển với tốc độ có thể lên tới 500 km/h, để lại những vết nứt sâu thẳm trên mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Bên cạnh lốc xoáy thì Trung Quốc đại lục cũng đang hứng chịu những trận động đất mang tính hủy diệt. Một hiện tượng vô cùng kinh hãi và lạ thường đã xảy ra tại Trung Quốc đại lục. Một khu dân cư đang sinh sống bỗng chốc hóa bùn lỏng rồi nuốt chửng toàn bộ những ngôi nhà, bệnh viện, trường học và khu công cộng tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhìn những căn nhà nhấp nhô như những bì ni lông trôi theo dòng bùn lỏng rồi chìm xuống trong bất lực. Vụ việc đã trở nên tồi tệ hơn khi những người trong khu vực bị nạn không kịp thoát ra khỏi vũng bùn hóa lỏng, khiến cho gần 2.000 người bị thiệt mạng được tìm thấy sau đó. Số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi khoảng hơn 5.000 người khác đến nay vẫn còn mất tích và những khu vực bị dòng bùn lỏng nhấn chìm được giới chức địa phương tuyên bố là khu mộ tập thể. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất tại Trường Đại học Nam Hải cho hay nguyên nhân xảy ra là do trận động đất ngầm nằm ở độ sâu hơn từ 30 đến 50 km. Tuy không rung chuyển hay sụt lún như các trận động đất thông thường, nhưng trận động đất ngầm lại gây ra hiện tượng làm cho các mạch sông ngầm trong khu vực bị tắc nghẽn, khiến cho dòng nước ngầm ứ đọng nhiều ngày, tạo thành một lòng trào nước bùn. Trong khi đó, bên trên bề mặt đất, nơi vị trí xảy ra vụ việc lại thường xuyên có những trận mưa kéo dài. Điều này làm cho đất của khu vực bị nhão và gây ra hiện tượng đất hóa bùn lỏng. Tình trạng này đã khiến những khu vực tìm thấy người sống sót gần như không còn. Và giờ đây, các lực lượng cứu hộ chỉ tập trung tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai tại quốc gia Trung Quốc cho biết, công tác tìm kiếm và xây dựng lại vào cuối tháng này. Những nạn nhân còn lại sẽ được liệt kê vào danh sách người mất tích coi như đã chết. Giới chức chính quyền Trung Quốc tuyên bố khu vực làng Tây Chiêu thuộc Lô Châu sẽ là những ngôi mộ tập thể do nhiều nạn nhân bị nuốt chửng bởi đất hóa bùn lỏng. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ vẫn sẽ tìm kiếm những thân nhân còn mất tích. Ngay cả khi các nhân viên dừng việc tìm kiếm, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm người thân của mình. Nếu chúng tôi không còn làm được nữa thì mọi chuyện sẽ phó mặc cho trời. Ông San, 41 tuổi, người có cô chú đang mất tích cho biết, ông ở làng Tây Chiêu nhưng hôm xảy ra thảm họa, ông lên tỉnh nên may mắn thoát nạn. Làng Tây Chiêu là một trong những khu vực bị xóa sổ hoàn toàn do hiện tượng đất hóa bùn lỏng sau trận động đất ngầm. Theo như cơ quan ứng phó khẩn cấp, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết, sau một ngày họ mới tiếp cận được với những khu vực bị cô lập, khung cảnh của thảm họa vô cùng thảm khốc. Hy vọng tìm thấy người sống ngày càng mong manh theo thời gian, trong khi số người chết không ngừng gia tăng. Trong khi đó, mặt đất Nam Lạc lại đang chịu sự hóa lỏng vì trời mưa chưa dứt, nguyên nhân đặc trưng của các trận động đất ngầm. Hiện tại, 4.000 ngôi nhà trong khu phố tại Nam Lạc đã bị nuốt chửng với hàng trăm người có thể đã bị vùi lấp. Hình ảnh vệ tinh trước và sau cho thấy, một khu dân cư rộng lớn nằm ở phía Nam làng Tây Chiêu, huyện Nam Lạc đã bị xóa sạch mọi dấu vết của sự sống. Mức độ tàn phá khủng khiếp của thảm họa do trận động đất ngầm gây ra tại khu vực này đang dần hiện rõ khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những khu vực bị nạn vốn bị cô lập hoàn toàn trong suốt những ngày qua. Nhà chức trách lo ngại số người chết sẽ vượt tầm kiểm soát, nhưng đến nay con số thương vong trong thảm họa vẫn chưa được xác nhận chính xác.
Nhưng tính đến sáng ngày hôm nay, hơn 2.048 trường hợp đã xác nhận đã chết. Những người thiệt mạng đều được ghi nhận tại huyện Nam Lạc là thành phố chính của thảm họa. Lực lượng cứu hộ và người dân đang nỗ lực đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót hoặc thi thể những người thiệt mạng. Chúng tôi nghi ngờ vẫn còn một số người mắc kẹt bên trong. Tần Đường Nghiêu, đội trưởng đội cứu hộ nói với Reuters khi nỗ lực đào bới đống đổ nát của khách sạn 7 tầng tại Nam Lạc. Đây là một khách sạn hạng sang trong thành phố. Người ta tin rằng có 105 người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà đổ xuống. Khách sạn này đã gánh chịu nhiều thiệt hại khi nằm cách khu vực xảy ra thảm họa chỉ khoảng 2 km. Hiện tại, người ta mới tìm thấy 18 người trong đống đổ nát của khách sạn và một thi thể trong ngày hôm qua. Chỉ 3 trong số đó vẫn còn sống. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang phải tìm sơ đồ thiết kế của công trình và từ đó tìm ra những nơi để tạo thành hốc khi tòa nhà sập xuống, cũng hy vọng tìm thấy người sống sót. Việc đào bới cũng được tiến hành cẩn thận nhằm đảm bảo mạng sống của những người mắc kẹt phía dưới. Hoạt động cứu hộ diễn ra khẩn trương trong bầu không khí nồng nặc mùi tử thi. Khu vực nằm ở ngoại ô trung tâm huyện Nam Lạc, những chiếc xe tải đang chở thi thể các nạn nhân tới chôn cất trong khu mộ tập thể được đào trên đất sỏi. Chiếc hố dài 70m với độ sâu khoảng 2m đã trở thành nơi an táng của hàng nghìn thi thể. Từng phần của chiếc hố đang được lấp dần với những thi thể được tìm thấy. Khu vực này giống như một cơn ác mộng thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Mọi thứ đều bị tàn phá nặng nề, trong khi báo cáo từ khu vực làng Tây Chiêu vốn bị cô lập sau thảm họa cũng được tìm thấy. Cảnh tương tự, gần 60.000 người đã phải sơ tán, đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Trước tình thế khó khăn, Bộ trưởng An ninh Nội địa Triệu Khắc Chí cho biết Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết những khó khăn trước mắt và sẵn sàng chấp nhận đề nghị hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam. Tình trạng thiệt hại sau thảm họa đã thổi bùng lên. Những vùng mất điện và hệ thống thông tin liên lạc cũng chưa được phục hồi. Cảnh tượng ở những vùng thảm họa tại đây đang vô cùng tồi tệ và có thể sẽ tiếp tục trở nên tệ hại hơn trong một vài ngày tới. Mới đây, trên khắp trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải đoạn video quay lại cảnh tượng kỳ lạ ở vùng nông thôn thuộc thị trấn Tây Nam, Tây Tạng thuộc Trung Quốc, xuất hiện dị tượng cá chảy thành sông giữa sa mạc. Đoạn video cho thấy giữa sa mạc đầy cát trắng xuất hiện một dòng chảy, bụng mang theo rất nhiều cá dẫy đành đạch. Điều này đã khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi và lo lắng điều này có điểm báo nào đó đến hay chăng. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác minh. Trung Quốc là một quốc gia được biết đến là độc ác, tàn nhẫn và được coi là đất nước ngang tàng, phá hoại nhất thế giới. Chính vì vậy, khi được nhắc đến Trung Quốc là người ta sẽ nghĩ ngay là một quốc gia phá hoại và lươn lẹo. Trung Quốc luôn bóp méo sự thật và tốt khoe, xấu che với thế giới vì sự mất mặt. Vừa qua, thành phố Tam Khẩu ở miền Đông Nam Trung Quốc đã xảy ra một sự việc khiến người dân lo ngại về an sinh của mình. Đó chính là hàng loạt cá chết trôi dạt lên bờ, nhiều đến nỗi hàng ngàn con cá trôi lên khoảng 1 km. Cảnh tượng lúc này đã được người dân đăng tải lên Weibo, nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và thu hút gần 1 triệu lượt xem. Nhưng bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc lại cố tình ém thông tin, sợ rằng sẽ bị cả thế giới biết tình trạng ô nhiễm của quốc gia này và nguy hiểm đến mức hàng loạt cá chết trôi dạt trên bờ. Theo phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường cho thấy, lúc này hàng tấn cá chết từ biển trôi dạt lênh láng trên bờ chỉ trong một đêm. Sau khi thức giấc, người dân đã được chứng kiến cảnh tượng kinh hồn này. Ai nấy đều lấy làm lạ vì không ai hiểu rằng vì sao cá lại có nhiều và dồn lên bờ thế này. Hàng chục tấn cá chết bất thường dạt vào bờ hồ ở thành phố Hải Khẩu, miền Nam Trung Quốc đang gây quan ngại lớn đối với người dân nơi đây. Theo phóng viên, chúng tôi ghi nhận ít nhất 45 tấn cá bị trôi dạt vào bờ hồ trên đảo Hải Nam ngày Chủ nhật vừa qua. Tin tức ban đầu cho hay, một đợt triều cường đã đẩy cá tới cửa sông, khiến chúng bị kẹt vào một hệ thống bơm nước rồi trôi nổi trên hồ nước. Theo truyền thông Trung Quốc, người dân quan ngại về tình trạng ô nhiễm gây ra hiện tượng này, nhưng chính quyền địa phương lại cho rằng việc xảy ra là do sự thay đổi độ mặn trong hồ nước và không có lý giải hợp lý để cho người dân đồng tình và an tâm. Chính vì lý do này, người dân địa phương đã rất lo ngại về môi trường đang sinh sống bị nhiễm độc, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng nề. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được vào sáng ngày hôm qua, chồng bà Vương, một người dân ở làng Ngọc Thạch, Hải Khẩu, Trung Quốc, trong lúc đi thăm hồ nuôi cá đã phát hiện hàng ngàn xác cá chết hàng loạt. Sau đó, lượng cá chết mỗi ngày càng tăng gần như liên tục, cho đến khi xác cá phủ kín cả mặt hồ vẫn không dừng. Hiện nay, lượng cá chết đã lên tới 8,5 tấn. Bà Vương nghi ngờ có người thải độc xuống nước, nhưng cho tới hiện nay vẫn không có lý do.
hàng ngàn con cá chết bí ẩn đã khiến cho nước hồ ở đây trở nên ô nhiễm nặng nề. Cả một vùng không gian rộng lớn nồng nặc mùi cá chết hôi tanh vô cùng khó chịu. Một người dân địa phương có tên là Lý Hằng cho biết, từ đầu năm 2022, năm nay chúng tôi bị thiếu nước sạch, nước uống thì ít mà nước lũ, phù sa đất thì nhiều. Trong khi lũ lụt xảy ra ở khắp nơi Trung Quốc, nguồn nước thì dư thừa và gần đây nước uống của chúng tôi có khác lạ, có mùi rất hắc và mùi vị nhầy. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống không còn được bình yên nữa, mọi thứ đã bị đảo lộn. Một người dân khác cho phóng viên chúng tôi biết rằng, mọi khi khu vực chúng tôi được rất nhiều khách du lịch, nhưng thời gian gần đây không có khách nước ngoài ghé nữa. Có lẽ họ thấy nơi này không còn an toàn nữa rồi. Những người nuôi cá cho rằng các chất ô nhiễm thải ra từ doanh nghiệp gần đó có thể là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Theo tờ báo AP đưa tin, vừa qua Trung Quốc đã không nhắc tới và khi được hỏi về sự việc này thì chính quyền Trung Quốc đã không trả lời lý do, làm nghi vấn ngày càng cao rằng chính quyền Trung Quốc đã thải độc ra biển đen rồi làm cá chết hàng loạt như thế này. Các quan chức phụ trách về môi trường đang điều tra nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Theo hãng tin SCB đưa tin, hiện chưa rõ loạt cá chết và các cư dân mạng địa phương nói với họ là chưa từng nhìn thấy loại cá này tại hồ. Khi phóng viên chúng tôi có mặt tại hiện trường thì đã thấy nhân viên môi trường tỉnh Hải Nam phải huy động 4 thuyền 200 lượt người đã thu gom được 30 tấn cá chết. Cá được tiêu hủy ngay lập tức tránh bị đem ra ngoài chợ bán. Quan chức tỉnh Hải Nam đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo các quan chức địa phương, gió mạnh xuất hiện đột ngột ở khu vực này khiến các lớp trầm tích dưới hồ, trong đó có chứa lưu huỳnh thức ăn cho cá rải rác các hộ gia đình bị khuấy tung và trào lên mặt đất. Lưu huỳnh làm cho cá bị ngộ độc và nồng độ của amoniac đã khiến cho cá thiếu oxy rồi chết. Theo thống kê, cũng trong tháng 7 năm 2022, cả Trung Quốc lại chấn động sau khi người dân sống tại Tân Hải, thành phố của Thiên Tân, Trung Quốc đã phát hiện hàng loạt cá chết nổi lềnh bềnh trên một con sông, chỉ cách hiện trường khu vực xảy ra vụ nổ có hóa chất ở thành phố này khoảng 6 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sau đó cũng đưa tin các xét nghiệm máu cá và nước sông không tìm thấy lượng axit amoniac đáng kể. Vì vậy, vụ cá chết không có liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất, nhưng giải thích này không thuyết phục được người dân Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc thừa nhận ít nhất 700 tấn cá hóa chất được cất ở khu nhà kho khi bị nổ, nhưng vẫn cố tình trấn an người dân rằng cá chết hàng loạt không phải là do hóa chất rò rỉ ra sông. Gần đây nhất hồi đầu tháng 8 năm nay, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện khoảng 5 tấn cá chết bất thường trong một hồ chứa ở quận Simacai thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo ước tính của chính quyền địa phương, thiệt hại có thể lên đến 100 triệu nhân dân tệ. Trước hiện tượng cá nuôi và cá trong tự nhiên chết hàng loạt ở ven biển miền Trung Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Trung Quốc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực này. Kính thưa quý vị khán giả, vào sáng ngày hôm qua, cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay quét qua và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát. Khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt hại hơn 130 người cùng vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay khiến cho hàng trăm binh sĩ tại đây thiệt mạng. Dư luận cho rằng coi như ông trời đang giúp các nước mà Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công như Đài Loan, Việt Nam tiêu diệt khí tài, quân tư trang của nước này. Vậy diễn biến của siêu bão mang tên Noru này diễn ra ra sao? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật vào lúc 1 giờ sáng nay của phía Hải quân Mỹ, cơn bão Noru đã đạt trạng thái siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 220 km/h, gió giật mạnh 269 km/h, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng ngày hôm nay, siêu bão Noru trở thành siêu bão cấp 4, theo thang đo gió bão phương Tây.
Các chuyên gia thời tiết nhận định rằng Noru là cơn bão mạnh nhất trong năm 2022 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày hôm qua, sức mạnh của cơn bão Noru tương đương với siêu bão cấp 5 trên thang đo gió bão phương Tây. Cơn bão đó đã quay trở lại tương đương với siêu bão cấp 4 và bắt đầu quay ngược trở lại với siêu bão cấp 5. Theo các chuyên gia nhận định là siêu bão lớn, hiện các nhà khí tượng cảnh báo rằng cơn bão này có thể mang đến những tác động nguy hiểm cho miền Nam Trung Quốc. Cơn bão Noru được đặt tên theo phía Philippines sau khi nó đi qua khu vực do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển Địa vật lý và Thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão đã bắt đầu tấn công Philippines vào cuối ngày thứ Bảy khi các giải mưa bên ngoài tiến đến. Theo các nhà chức trách cho biết, siêu bão Noru được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét miền Nam Trung Quốc vào giữa tuần này. Và đúng lúc 2 giờ sáng hôm nay, siêu bão Noru với sức gió cấp 5 tương đương gần 271 km/h và mạnh nhất trong vòng 12 năm qua đã quét qua đảo Hải Nam, Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á, Hạ Môn ở hai khu vực này. Bão lớn gây lũ lụt đã khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời nhà và cửa và di rời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chức trách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo các tỉnh như Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho các tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng tránh trú. Theo thông tin từ Cơ quan Phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á, Hạ Môn là hai nơi được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi chờ cứu hộ và con số chắc chắn còn gia tăng. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng và công tác khắc phục hậu quả cho thảm họa này có thể mất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn Phúc Kiến cho hay, trận bão là một tin xấu và ngày càng xấu thêm. Chúng tôi đo mực nước mưa những ngày qua không phải bằng inch mà bằng feet. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, bão Noru gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của thành phố bị ảnh hưởng đã trở nên quá tải kể từ khi thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi 911 nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn, ông Lâm Bưu Mưu nhấn mạnh. Chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên các xếp mà hãy leo lên mái nhà. Có những người chui vào các xếp để tránh lũ, đừng làm như thế trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và leo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam trong hơn 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm nay, siêu bão Noru đã làm thiệt mạng hơn 130 người cùng với số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê đo điểm hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng thiệt hại ước tính lên đến 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả các chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á, Hạ Môn, Kinh Môn, nằm trên đảo Hải Nam. Dự kiến khi mưa và gió từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà bão Noru có thể gây ra cuối cùng đối với miền Nam Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo dài về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới ở phía Đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo lên tới 200-300mm và hoàn lưu sau bão. Điều này có thể dẫn đến lũ quét mới đe dọa lở đất trên toàn khu vực. Trên toàn bộ phận còn lại của miền Đông Hải Nam, dự kiến sẽ có mưa từ 190-250mm và hơn thế nữa. Gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực ở miền Đông Trung Quốc, thậm chí còn gây ra mất điện trên diện rộng. Siêu bão mà ông trời giáng vào Trung Quốc giống như một lời cảnh báo cho giới lãnh đạo diều hâu nước này và nhìn lại mà ăn năn thức tỉnh trước khi quá muộn. Hiện nay, nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu bão lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố và lở đất ở những vùng nông thôn. Đường phố biến thành một dòng sông và nhiều căn nhà bị cuốn trôi trong dòng nước lũ ở tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc hôm vừa qua.
tại khu tự trị Quảng Tây gần đó có 15 người dân bị thiệt mạng khi một số căn nhà bằng gỗ bị phá hủy vì mưa lớn hôm qua. Các vụ lở đất và sập đường cũng được báo cáo. Các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây dự kiến vẫn tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài tới đầu tuần tới. Ở miền Nam Trung Quốc thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam và chạm với không khí lạnh từ phía Bắc. Các cơn bão mùa hè có cường độ lớn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961 đến nay. Trung Quốc thường dễ xảy ra lũ lụt vào mùa hè, nhưng trong những năm gần đây, nguy cơ xảy ra thảm họa lũ lụt, động đất, mưa lớn gây ra sạt lở đất và núi ngày càng lớn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước cho sản xuất điện, tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra các thảm họa thiên nhiên này. Hồi tháng 7 năm ngoái, hàng trăm người đã thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Mưa lớn cũng đang trút xuống vành đai công nghiệp ở Đông Bắc Trung Quốc, gây lũ lụt nhấn chìm các con đường, xe cộ và gián đoạn giao thông diện rộng. Tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, có 7,9 triệu cư dân sáng nay nhận được khuyến nghị từ giới chức trì hoãn đi làm và hủy các hoạt động không thiết yếu vì thời tiết cực đoan. Một ngày trước đó, một số cảnh báo màu đỏ, tức là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo mưa bão 4 cấp của Trung Quốc, đã được ban hành. Dữ liệu của cảnh sát giao thông cho thấy 60 đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, 30 trường học đã bị đóng cửa, 15 học sinh và 2 tài xế mắc kẹt trong một xe buýt gần trường học ở khu vực ngập nước và đã được lực lượng cứu hộ đưa lên xuồng cao su. Cảnh báo nguy cơ lũ lụt cũng được ban hành tại tỉnh Cát Lâm phía Bắc Liêu Ninh. Tại thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên, một người đàn ông được ca ngợi lòng dũng cảm sau khi lặn xuống dòng sông cuồn cuộn nước để cứu vợ dù không biết bơi. Hai vợ chồng bị một số vết xây sát nhưng không bị thương nặng. Tôi thề kiếp sau sẽ vẫn lấy anh ấy, người vợ mỉm cười và nói với truyền thông. Trong 12 giờ tới, lũ sông vẫn tiếp tục dâng cao, dự kiến làm ngập đất nông nghiệp và các khu đô thị ở các thành phố Trường Xuân và Tứ Bình của tỉnh Cát Lâm. Liêu Ninh và Cát Lâm cũng được dự báo sẽ chứng kiến nhiều trận mưa như chút nước trong những ngày tới. Ba tỉnh vùng Đông Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh được gọi là vành đai công nghiệp bởi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp của Trung Quốc. Từ tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc đến An Huy ở phía Đông có rất nhiều tài xế ô tô đã bị mắc kẹt vì động cơ chết máy trên những con đường ngập nước sâu do những trận mưa lớn trong tuần này. Trong tháng qua, Trung Quốc đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt từ sóng nhiệt đến lũ lụt lịch sử. Các nhà khí tượng học cho rằng biến đổi khí hậu và cơn bão đầu tiên trong năm Cha Ba đã gây nên những hình thái thời tiết cực đoan. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một diễn biến mới có liên quan, để thảm họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 6,9 độ Richter, kèm theo những mưa bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo Insider sáng nay đưa tin, trong 2 ngày qua, hai huyện thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter và 3,2 độ Richter. Hai trận động đất ngày hôm qua đã khiến 14 người chết do bị đá văng trúng người và 68 người bị thương. 13.922 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố này đã ghi nhận 14 người thiệt mạng và 68 người bị thương do động đất. Tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng có 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng có 14 người thiệt mạng, 34 người bị thương, huyện Lưu Sơn có 34 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng nay, 13.922 người đã được di tản khẩn cấp. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết, huyện La Sơn tiếp tục xảy ra động đất với cường độ 3,2 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông, tâm chấn sâu 18 km. Chuyên gia cho biết trận mặt đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là dư chấn của trận động đất 7,0 độ Richter năm 2013. Trước đó, huyện Lô Sơn cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,37 độ Vĩ Bắc và 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu tâm chấn là 18 km.
Trong cuộc họp báo về trận động đất sáng ngày hôm qua, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là di chấn của trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013, hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau động đất. Trận động đất 6,1 độ Richter hôm qua đã làm hư hại nhà cửa của một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Sihonet cho biết vào tối cùng ngày, văn phòng thành ủy Giải An cho biết cả 14 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu vực đất bằng phẳng để tránh động đất. Trước đó, đá trên núi không ngừng lăn xuống. Một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt. Một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng đại lục. Từ mấy ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu do Điện lực Tứ Xuyên công bố, đến 9 giờ tối ngày hôm qua, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến cho một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, một đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV đã ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân bị mất điện. Sau trận động đất, tất cả các chuyến tàu ga xe lửa Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc vào sáng ngày hôm qua dự báo trong 3 ngày tới, huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến các thảm họa địa chất như sạt lở đất, sụt lún. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày hôm qua, truyền thông nước này đã buộc phải công khai sự thật rằng mưa to, gió lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở, cộng thêm động đất, sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp tuyệt vời nhất ở Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các con sông ở thượng nguồn đổ về đây đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh hôm vừa qua lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo Hồng Thủy số 3, tức là trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên con sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ tới hơn 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này bị vỡ khiến lượng nước tràn về quá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh của Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc thì nước này đã đi gây gổ gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Thử hỏi rằng có ai có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc gặp hoạn nạn nhưng không có một ai và một nước nào ra tay giúp đỡ. Bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và cơ quan chính trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu kế đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ nhất là vào ngày hôm qua, trong đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất sóng thần, thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp các chỉ trích của các nước trong khối ASEAN. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã quá tham lam vô độ khi không lo ứng cứu người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn nghĩ xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu nhân đạo và thiếu tình người. Phát biểu trên tờ báo CNN News, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ của Trung Quốc nên dồn toàn lực vào cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai lũ lụt
để giúp đỡ cho người dân thường vô tội. Nhưng ở đây chính quyền ông ta lại không làm điều đó. Họ bỏ mặc dân chúng lũ về, mưa đến họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xả đập để nhấn chìm toàn bộ 26 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Vì vậy mà chính quyền của ông ta lại ngang nhiên đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ, đánh nhau đẫm máu với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung tha được. Đây chính là tội ác mà chính quyền ông Tập gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới.